Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem video trực tiếp. Tôi là Trung Kiên, đến từ trung tâm học.com.vn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ tôi đang ở sân tennis Xuân Hưng 405/7 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là lớp học 18 giờ tới 20 giờ ngày 24/6. Thì đây là học viên Dương. Đấy, đang xin phép thầy như là thải banh cho bạn tập làm huấn luyện viên. Đấy. Còn bạn Thi mới học được 2 buổi. Đúng rồi, năng khiếu, quá năng khiếu luôn. Rồi, thầy chào Thi. Sao Thi thấy môn tennis này có vui không em? Rất là vui thầy, rất là thích môn này. Buổi này là buổi thứ mấy nhỉ? Hôm nay là buổi buổi thứ hai à? Đúng rồi, hôm nay là buổi thứ hai, là đang học cú thuận tay đúng không em? Dạ, em đang tập bài forehand. Đúng rồi, ok, vậy đúng rồi. Đúng rồi, mới chơi nhưng mà vật rất là pro, thấy không? Đấy, vật rất là đẹp luôn, rất thích luôn. Ok, rồi vậy nha, cứ tập với này từ từ rồi phát triển thôi. Đấy, hôm nay vậy là quá tuyệt vời rồi. Đúng rồi, cảm ơn em. Chúc em học tốt nha, để tháng 9 đánh giải, đúng không? Mục tiêu mình đề ra là cuối tháng 9 đánh giải đấy. Đúng rồi thầy. Đúng rồi, phải có mục tiêu chứ, đúng không? Tháng 9 này có giải cơ bản nữa mà anh em mình đánh được là tuyệt vời luôn. Dạ,